Em ơi, đã anh like cái màn hình lên cho anh em xem này. Cái này là like của tụi Kim Yến luôn nè. Em có làm theo kiểu này á, rồi hướng dẫn em trong ban, ưu tra hướng dẫn lên. Đây, đầu tiên thì cái mục game em tải giờ là em đỡ cái phần game gì đó của em đúng không? Như anh đặt tên là đại danh ký sử này, chuột phải, chọn vô Pro Edition này. Đúng rồi, chọn off này. Rồi chọn vô Kim Yến, auto Kim Yến này. Mình sẽ lấy trực tiếp auto Kim Yến ở một game nha. Lấy trực tiếp auto Kim Yến một game. Rồi Kim Yến cấp C. Rồi chuột phải. Chọn chế độ provision này, chọn nó đây, rồi chọn rin này, admin này, ok. Rồi bắt đầu là chuột phải nhấn send to desktop cái auto này ra, sẽ bắt đầu là dùng auto này nha em, không dùng auto kia nữa nha. Rồi sau khi mở ra thì sẽ có hai cái auto đây, thì mình kích vào auto nào cũng được, chọn tiếp tục là rin rồi cho nó chạy. Được, hai lát auto à. Rồi chạy xong tách hết mấy cái này đi, không cần thiết. Xong đầu anh em nhấn vô phần cài đặt game. Không. Rồi anh em chọn ID game chỗ này là nha. Anh em gửi đi ban vô chỗ này là xong nha. Đó, đơn giản luôn. Rồi bắt đầu anh em nhấn vào chữ A. Anh em chọn hết tất cả app. Rồi, anh em chọn app chính. Chọn app chính này, rồi bắt đầu anh em check auto. Đó, xong đầu anh em lưu ý là phải cài cái click game auto game miếng nha, chỗ này nha. Gõ nói chung là khách sẽ gửi link cho. Rồi sẽ auto chạy được nha. Rồi vậy đó.